Nó rất hợp chị, đẹp nữa. Đẹp hả? Có đau hay khó chịu không? Gì không? Không hề đâu chị. Chị là cái người mà đoán trúng tỷ số dự đoán trên World Cup đúng không? Đúng chị. Trời ơi, rồi cảm giác chị sao khi mà mình chơi game rồi mà mình trúng giải thiệt? Chúng là thấy rất là may mắn luôn. Vậy hả? Rồi bữa đó là thấy comment rồi chơi cho vui hay là mình có cái căn cứ nào để đoán trúng cái tỷ số không chị? Không, cái đó là nhờ chồng em chị. Dạ, nhờ chồng chị hả? Rồi tính ra chồng chị hay ghê luôn á. Rồi bữa nay là mình đi làm đẹp nè, nhận cái phần quà là được làm cặp chân mày đi làm đẹp mà chồng biết không? Chồng biết chị. Ông có nói gì không chị? Không, lúc đầu là đâu cho làm chị. Vậy hả? Sợ già. Ờ vậy hả? Giờ nãy giờ làm xong mà khoe với chồng chưa? Chưa chị. Trời ơi. Nhưng mà riêng chị á, chị thấy làm xong chị thấy sao? Nhìn tự nhiên thì không già. Không già như là mấy cái hình ảnh mà mình thấy trên mạng mà kiểu sâu rớm rồi đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ chị làm xong chị thấy là cái dáng chân mày này có hợp với khuôn mặt của mình không? Nhìn nó rất hợp chị, đẹp nữa. Đẹp hả? Có đau hay khó chịu không? Gì không? Không hề đâu chị. Chị hả? Em cũng thấy là chiến chân mày rất là hợp với mình luôn á. Thôi, yêu khác phần đầu nè. Rồi có shading nhẹ một chút của phần đuôi, đúng không? Nhìn rất là trẻ trung luôn. Tết này có dáng chân mày đẹp rồi nha. Dạ. Mà trước khi mà chị bình luận cái comment đó thì chị có bao giờ có ý định là mình làm chân mày không? Có suy nghĩ trong đầu là mình sẽ đi làm chân mày ăn Tết không? Có chị. Nhưng mà chưa có ý định, chưa có động lực đúng không? Đúng rồi. Trúng phát rồi đi làm liền. Ok. Không, mô em mới làm đây. Ủa mới làm, mô làm ở đâu vậy chị? Làm đây chị. Ở làm ở đây hả? Hả? À là từng là khách hàng của Linh Anh rồi đúng không? Làm được tháng mấy chị. Ồ vậy hả? Thấy là cũng đang lên màu đây. Dạ. Hiện tại có đang sưng môi không chị? Không vậy. Ôi, vậy là combo là mày môi rồi. Thích quá rồi, khách hàng may mắn trúng thưởng. Rồi thích quá nha. Hả? Tết này là xinh xắn, đẹp đẽ rồi đón Tết rồi đó. Hả? Dạ chúc mừng chị nhiều, nói chung là chúc mừng chị và mong chị là vẫn luôn tiếp tục ủng hộ Linh Anh nha. Hả?